Huỳnh Như ghi bàn. LANK FC thắng đậm trận đầu năm mới. Tiền đạo Huỳnh Như ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho LANK FC trước Amora ở vòng 10 giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. Tối ngày 8 tháng 1, LANK FC làm khách của Amora ở vòng 10 giải vô địch nữ Bồ Đào Nha. Huỳnh Như được huấn luyện viên Daniel Pacheco xếp đá chính trên hàng công. Tiền đạo người Việt Nam tiếp tục thể hiện phong độ tốt khi ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho LANK FC. Phút 52, xuất phát từ cú đá phạt của tiền vệ Nano Oronos vào vòng cấm, một cầu thủ Amora phá bóng ra không tốt, tạo cơ hội cho Huỳnh Như. Tiền đạo quê Trà Vinh nhảy lên đỡ ngực, rồi tung cú sút bằng chân trái đưa bóng đi vào góc xa hạ gục thủ môn đối phương. Đây là bàn thứ 5 của Huỳnh Như cho LANK FC sau 12 trận đấu. Nếu chỉ tính ở giải vô địch nữ Bồ Đào Nha, cô ghi 3 bàn trong 9 trận, 2 bàn còn lại của Huỳnh Như được ghi tại cúp quốc gia Bồ Đào Nha. 3 bàn thắng đầu tiên của LANK FC ở trận này đều được ghi trong hiệp 1 do công của Rita Diaz phút 12, Cristina Vieira phút 25 và Oronos phút 32. Huỳnh Như cũng có vài cơ hội trong hiệp 1 nhưng bỏ lỡ. Đáng kể nhất là tình huống cô đột phá vượt qua thủ môn ở phút thứ 6 nhưng sút trúng mép ngoài lưới. Huỳnh Như được rút ra nghỉ ở phút 62, nhường vị trí cho Francisca Silva. Sau 10 vòng đấu tại giải vô địch nữ Bồ Đào Nha, LANK đứng thứ 6 với 14 điểm. Ở vòng tiếp theo, Huỳnh Như cùng đồng đội tiếp đội đang đứng thứ 4 Sporting trên sân nhà vào ngày 15 tháng 1. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.